Giới thiệu một người luôn luôn đồng hành với Hội Nội Tiết miền Trung, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Đào, vừa bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra tham dự với chúng ta. Chúng ta cho tràng vào tay. Và cô Đào sẽ trình bày với chúng ta là vai trò thiết yếu của liệu pháp ốc môn giáp thay thế sau điều trị ca giáp thể biệt hóa. Xin mời cô. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thủy, kính thưa tất cả các quý thầy cô, các quý vị đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ nói về bệnh lý tuyến giáp. Các bạn biết, trong những thập niên 70, thì bệnh lý tuyến giáp là một bệnh lý mà số bệnh nhân đến khám tại các cái trung tâm nội tiết, các cái khoa nội tiết là đông nhất. Về sau này thì cái đái tháo đường nó mới tăng lên. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại, bệnh lý tuyến giáp vẫn là cái bệnh lý đứng hàng thứ hai nhiều ở trong số các cái bệnh nội tiết đến khám. Thì trong cái ung thư thì các bạn sẽ biết rằng là ung thư tuyến giáp là một cái ung thư mà nội tiết thường gặp nhất. Và các bạn sẽ thấy rằng là nó cái tỷ lệ nó nằm trong khoảng từ 1-2% trên thế giới. Tại Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ này nó cũng nằm khoảng 2%. Và một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái ung thư tuyến giáp nó nằm khoảng 1,4%. Tuy nhiên nó có một cái đặc biệt, đó là tỷ lệ nam nữ thì nữ cứ 3 người nữ bị thì có 1 người nam bị. Chúng tôi nói thế để các bạn sẽ thấy là cái tính phổ biến của nó. Tuy nhiên thì cái diễn tiến của nó thì nhất là cái ung thư tế bào tuyến giáp biệt hóa thì diễn tiến của nó rất là chậm, được xem là cái tiên lượng rất tốt và được gọi là một ung thư chữa khỏi khi mà chúng ta phát hiện những cái ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trong giai đoạn rất là sớm. Và vì vậy thì cái phần chúng tôi trình bày ở đây thì các bạn biết đấy, ung thư tuyến giáp là một ung thư được điều trị với gọi là đa mô thức, tức là rất nhiều các cái chuyên khoa can thiệp vào các cái giai đoạn từ chẩn đoán cho tới điều trị cho tới các cái vấn đề theo dõi sau này với rất nhiều cái sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa. Và vì vậy thì trong một cái khuôn khổ thời gian ngắn như vậy, chúng tôi chỉ trình bày về cái vai trò thiết yếu của ốc môn sau cái phẫu thuật của ca giáp biệt hóa. Bởi vì ca giáp nó có biệt hóa và không biệt hóa. Thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái vấn đề mà chúng ta xem xét, đó là cái nhu cầu của sử dụng ốc môn tuyến giáp sau cái phẫu thuật ung thư tuyến giáp biệt hóa như thế nào. Thì sau khi phẫu thuật, các bạn sẽ biết chúng ta sẽ phân chia cái việc can thiệp điều trị các cái mức độ khác nhau, các cái mục tiêu khác nhau dựa theo các cái loại ung thư tuyến giáp. Nó gồm có cái ung thư tuyến giáp dạng nhú, nó chiếm khoảng 70-80%. Các cái loại ung thư tuyến giáp dạng nang hoặc là cái dạng hỗn hợp giữa nang và nhú, ung thư tuyến giáp dạng tủy, tức là của tế bào C, và ung thư tuyến giáp không biệt hóa. Như vậy thì một cái đa mô thức, trong cái này chúng tôi tóm gọn trong một cái sơ đồ để các bạn sẽ quan sát, là khi chúng ta chẩn đoán là ung thư tuyến giáp, việc đầu tiên chúng ta sẽ là phẫu thuật tuyến giáp. Tuy nhiên mức độ phẫu thuật như thế nào nó lại tùy thuộc vào chúng ta đánh giá cái TMM. Sau đó thì chúng ta sẽ điều trị, xạ trị, chúng ta sẽ có cái điều trị ốc môn tuyến giáp. Và cái câu điều trị ốc môn tuyến giáp là điều trị liên tục suốt đời, nhằm rất nhiều những cái mục tiêu mà chúng tôi sẽ trình bày ở sau đây. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là sau cái khi mà chúng ta đã phẫu thuật rồi, thì cái việc mà chúng ta phải làm đó là thay thế cái ốc môn tuyến giáp với cái mục tiêu là để duy trì cái tác dụng sinh lý bình thường của các cái ốc môn tuyến giáp mà do chúng ta đã cắt đi rồi. Vì vậy chúng ta phải bù, gọi là điều trị bù thay thế. Cái thứ hai, cái vai trò của cái điều trị ốc môn tuyến giáp lúc này còn có một vai trò cực kỳ quan trọng, đó là ức chế cái TSH, hay chúng ta còn nói là kìm hãm TSH, để ngăn chặn cái sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến giáp. Vì TSH có thể thúc đẩy cái sự phát triển của các cái tế bào mà ung thư tuyến giáp biệt hóa còn sót lại. Như vậy thì cái thuốc được chỉ định điều trị ở đây đó là thyroxin, và chúng ta sẽ có một cái tên đó là levothyroxin, tức là LT4. Thì cái liều thuốc chúng ta bắt đầu, chúng ta điều chỉnh, chúng ta đạt được cái liều điều trị tối ưu, nó còn tùy theo cái nguy cơ tái phát và cái tình trạng trọng lượng cơ thể của cái người bệnh nhân, tùy theo cái tuổi của bệnh nhân nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét tiếp là khi mà chúng ta đã cắt mô tuyến giáp đi rồi, không còn cái mô tuyến giáp chức năng nữa, thì chúng ta phải bình thường hóa cái TSH thì để ngăn ngừa cái việc mà triệu chứng suy giáp có thể xảy ra.
Cái thứ hai là chúng ta với cái vai trò ức chế TSH theo mục tiêu của cái tình trạng bệnh nhân thì chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ tái phát cho cái người bệnh nhân. Thì trên đây là một cái sơ đồ mà các bạn sẽ thấy rằng nó có rất nhiều các cái chi tiết để chúng tôi chỉ giới thiệu cái này để các bạn có về tham khảo thêm. Thì theo cái mạng lưới ung thư của các quốc gia thì cái việc mà sau khi chúng ta đã phẫu thuật rồi, chúng ta đánh giá cái tình trạng của bệnh nhân và chúng ta sẽ dùng cái TSH để ức chế với cái thuốc được chỉ định đó là levothyroxine. Như vậy thì câu hỏi chúng ta quan trọng nhất chúng ta phải đặt ra đó là cái mục tiêu ức chế cái TSH bao nhiêu là phù hợp cho cái người bệnh nhân này. Thì đây là một cái sơ đồ, trước khi chúng ta làm cái việc đó thì chúng ta sẽ phải làm cái việc là phân tầng cái nguy cơ tái phát cho cái người bệnh nhân. Thì nó có cái phân tầng nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Chúng ta sẽ thấy những cái đặc điểm về mô học, về xâm lấn mô tuyến giáp lân cận, về cắt bỏ khối u, về di căn cục bộ hoặc là di căn xa. Thì nếu như một cái người bệnh nhân mà có nguy cơ thấp thì cái tiên lượng của nó rất là tốt. Thì đó gồm có những cái loại như là carcinom thể nhú biến thể nang, không có sự xâm lấn vào mạch máu, đây là cái tình trạng xâm lấn. Rồi carcinom thể nang với sự xâm lấn vào nang bao và nó là cái thể nhú vi thể. Và tương tự như vậy các bạn sẽ thấy rằng là ở cái người bệnh nhân mà nguy cơ cấp, các bạn sẽ thấy là biếu nó không có xâm lấn, không có phá vỡ cái vỏ bao và cái di căn của nó không có. Tuy nhiên cái nhóm mà nguy cơ cao các bạn cũng sẽ thấy là carcinom thể nang với sự xâm lấn mạch máu. Và cái quyết định chúng ta điều trị cũng như mục tiêu của chúng ta TSH nó hoàn toàn rất là khác nhau và nó sẽ xâm lấn các cái mô tuyến giáp xung quanh. Như vậy thì các bạn, chúng tôi giới thiệu cái sơ đồ này là của Hiệp hội tuyến giáp của Mỹ. Như vậy thì theo cái Hiệp hội về ung thư của châu Âu thì các mức độ của ức chế TSH thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên, đây là sau cái phẫu thuật của ung thư tuyến giáp biệt hóa. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tùy theo cái tính chất của cái người bệnh nhân mà có những cái đặc điểm gì để chúng ta có thể tiến hành các cái mức độ phẫu thuật và các can thiệp về ngoại khoa, về xạ trị khác nhau. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Thế là các bạn sẽ phải theo dõi cho người bệnh bằng cách là chúng ta sẽ siêu âm tuyến giáp, chúng ta sẽ phải cho điều chỉnh cái liều levothyrox, chúng ta phải đánh giá cái thyroglobulin, cũng như chúng ta phải đo lường antithyroglobulin. Và các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một loạt các cái mục tiêu. Có những cái nhóm bệnh nhân mà nguy cơ cao chúng ta sẽ đưa cái mục tiêu TSH nhỏ hơn 0.1. Nhưng cũng có những cái người bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa chúng ta để cái mục tiêu là TSH là từ 0.1 cho tới 0.5. Nhưng cũng có những nhóm bệnh nhân mà cái tình trạng của họ tốt hơn, các cái đánh giá của họ rất là tốt, nguy cơ họ thấp thì cái kế hoạch điều trị của chúng ta là giữ cái mức TSH từ 0.5 cho tới 2%. Và cái nồng độ thyroglobulin và antithyroglobulin chúng ta sẽ đánh giá sau 12 cho tới 24 tháng. Và chúng ta sẽ lặp lại cái việc siêu âm tuyến giáp cũng như là cái việc theo dõi cái nồng độ thyroglobulin, antithyroglobulin để chúng ta đánh giá lại cho cái người bệnh nhân. Như vậy thì chúng tôi tóm gọn lại, các bạn sẽ thấy rằng chúng ta để cái mức TSH dưới 0.1 cho cái nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao và đáp ứng cấu trúc không hoàn toàn. Cái nhóm chúng ta có thể để TSH ức chế ở cái mức khoảng từ 0.1 cho tới 0.5 cho cái nhóm bệnh nhân có nguy cơ trung bình, đáp ứng sinh hóa không hoàn toàn. Và cuối cùng chúng ta có thể để ở cái nhóm với cái mức ức chế TSH là 0.5 cho tới 2 cho cái nhóm bệnh nhân có nguy cơ thấp và chúng ta đo lường cái thyroglobulin nó âm tính và đáp ứng tốt và không xác định. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều các vấn đề chúng ta phải làm trước khi chúng ta ấn định được cái mục tiêu điều trị. Như vậy thì trong liệu pháp hormone sau phẫu thuật của ung thư tuyến giáp các bạn sẽ làm gì? Điều đầu tiên là chúng ta sẽ chọn liều tiếp cận và điều chỉnh liều. Chúng tôi dùng cái từ là cẩn thận. Là bởi vì chúng ta sẽ phải dùng thuốc L-thyroxine với cái liều phù hợp để làm sao đạt được cái mục tiêu điều trị và không gây ra các cái biến cố về tim mạch cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ đánh giá về lâm sàng. Thì chúng ta phải ghi nhận một điều là chúng ta phải có sinh hóa hỗ trợ chúng ta. Bởi vì các cái triệu chứng trên lâm sàng cải thiện chậm hơn là sự thay đổi cái sự đáp ứng ở cái nồng độ TSH. Và quan trọng nữa, chúng ta phải xác định được cái độ chính xác, cái độ chuẩn của cái phòng xét nghiệm. Thì cái đo lường trong cái phòng thí nghiệm cần những cái thiết bị đo được cái TSH nhạy và nhất quán, tức là cái độ biến thiên dao động của nó là gần như là ít nhất. Như vậy thì để đáp ứng cái đánh giá điều trị của các loại ung thư tuyến giáp biệt hóa thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ điều trị ban đầu, sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá lại tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật
và chúng ta quyết định sẽ có cái điều trị xạ trị với iốt phóng xạ hay không. Chúng ta sẽ đặt ra cái mục tiêu TSH ban đầu và chúng ta đánh giá cái đáp ứng của điều trị. Như vậy là một cái chuỗi quy trình chúng ta sẽ phải làm như vậy. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái đáp ứng điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa chúng ta sẽ phân loại, chúng ta sẽ định, và với những cái định nghĩa để mà chúng ta có được cái phân loại đó, chúng tôi chỉ nói ví dụ như đáp ứng sinh hóa không hoàn toàn là hình ảnh là âm tính và nồng độ thyroglobin ức chế nó lớn hơn 1 nanogram trên ml lít, hoặc là thyroglobin kích thích các bạn, hoặc là cái tăng cái nồng độ kháng thể chống lại, tức là anti-thyroglobulin. Thì như vậy thì với tất cả những cái phân loại đáp ứng tốt, đáp ứng không xác định như vậy thì chúng ta sẽ quyết định những cái vấn đề chúng ta sẽ phải làm tiếp theo. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là đáp ứng mà cấu trúc không hoàn toàn thì chúng tôi nói là cái TSH chúng ta sẽ để là dưới 0.1. Chúng ta cũng sẽ đánh giá cái đáp ứng sinh hóa không hoàn toàn thì chúng ta có cái mức TSH 0.1 đến 0.5. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy là đáp ứng tốt hoặc là không xác định. Thì như vậy thì cái nguy cơ cao của bệnh nó nằm ở chỗ là cái TSH chúng ta để 0.1 đến 0.5. Trong 5 năm sau đó thì ức chế cũng có thể đáp ứng xuống. Và cái nguy cơ tái phát thấp khi mà cái nồng độ TSH chúng ta có thể duy trì từ 0.5 cho tới 2. Thì như vậy thì với tất cả những cái đánh giá như vậy thì chúng ta là nếu như mà đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ giảm sớm cái tuần suất theo dõi và cái mức độ ức chế của TSH. Còn đáp ứng sinh hóa không hoàn toàn thì nếu như cái giá trị của thyroglobin huyết thanh ổn định hoặc là giảm thấp liên tục theo dõi cái liều ức chế TSH ở cái hầu hết bệnh nhân, và nếu tăng giá trị của thyroglobulin hoặc là anti-thyroglobulin thì cần những cái kiểm tra bổ sung, cân nhắc cái trị liệu bổ sung. Kiểm tra bổ sung có thể chúng ta phải đánh giá bằng MRI cho cái người bệnh nhân, hoặc là chúng ta đánh giá bằng các cái phương pháp xạ. Thì như vậy thì phần cuối cùng chúng tôi xin phép trình bày đó là cái phác đồ điều trị hormone tuyến giáp thay thế. Câu đầu tiên mà chúng ta nói với bệnh nhân đó là điều trị liên tục suốt đời. Nếu như chúng ta không nhắc đi nhắc lại, lặp lại mỗi lần chúng ta gặp bệnh nhân, điều đó có thể khiến cái người bệnh nhân bỏ điều trị và điều trị không liên tục. Và điều đó, cái mục tiêu chúng ta là kìm hãm TSH không đạt được và cái nguy cơ tái phát rất cao cho bệnh nhân. Vì vậy thì mỗi một lần gặp bệnh nhân, chúng tôi có thể gặp bệnh nhân liên tục trong vòng 10 năm, chúng tôi vẫn cái một câu nói, điều trị liên tục không được phép bỏ thuốc và phải theo dõi. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ khởi trị với cái liều levothyroxine. Và sau 6 đến 8 tuần chúng ta sẽ đánh giá lại TSH. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như TSH vẫn còn cao hơn 4 micro đơn vị trên 1 lít thì ml thì chúng ta sẽ tăng liều levothyroxine. Thì cái tăng liều như thế nào? Các bạn sẽ phải tăng từ 12.5 microgram cho đến 25 microgram mỗi ngày. Tức là tăng cái liều rất thấp. Nếu như các bạn dùng viên 50 thì các bạn 7.4. Mà nếu như các bạn không có viên 50, chỉ có viên 100 thì 7.8 là một cái điều bất khả thi, bởi vì chúng ta không đảm bảo được cái liều. Chúng tôi mới nghe nói là công ty sẽ nhập về cái liều 25 microgram và liều 75 microgram. Thì đây là một cái tin mừng cho bác sĩ nội tiết, bởi vì chúng ta bẻ một cái viên rất nhỏ để điều chỉnh liều cho bệnh nhân. Cái thứ hai là nếu như chúng ta kiểm tra lại TSH cho bệnh nhân sau 6 đến 8 tuần thì chúng ta sẽ nếu như đạt được cái mức TSH là từ 0.5 cho tới 2 và triệu chứng của bệnh nhân cải thiện thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái liều này, và sau 6 tháng chúng ta sẽ kiểm lại cái mức TSH của bệnh nhân, hoặc là hàng năm hoặc bất kỳ khi nào chúng ta ghi nhận có những cái triệu chứng trên lâm sàng của người bệnh. Còn như TSH chúng ta đo được là dưới 0.5 thì chúng ta sẽ giảm liều levothyroxine xuống, và cái mức độ giảm liều chúng ta cũng phải đi chậm, tức là giảm 12.5 cho tới 25 microgram trên một ngày. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là tăng liều cũng rất là cẩn trọng và giảm liều cũng rất là cẩn trọng. Tại sao chúng tôi phải nhắc nhở chuyện đó? Bởi vì lát nữa sẽ có một cái nghiên cứu nó cho thấy cái việc chỉ cần thay đổi rất nhỏ thôi cũng ảnh hưởng đến cái nồng độ TSH. Thì câu hỏi tiếp theo trong cái điều trị mà suy giáp, bởi vì cắt tuyến giáp rồi chắc chắn là bệnh nhân suy giáp, thì nếu như chúng ta cho levothyroxine không đủ liều thì nó thất bại trong cái việc cải thiện triệu chứng của suy giáp. Và đối với người lớn tuổi không mang thai thì nó sẽ làm tăng LDL cholesterol, làm tăng cái nguy cơ vữa sơ động mạch và tăng cái nguy cơ suy tim xung huyết. Nếu như chúng ta cho levothyrox với cái liều quá liều thì nó tác động lên trên cái mật độ xương gây ra loãng xương, nguy cơ gãy xương tăng ở những người phụ nữ đã mãn kinh mà sử dụng LT4, và tác động đến tim mạch. Thì trong một cái nghiên cứu ở cái người trên 65 tuổi dùng LT4 và có cái mức TSH là dưới 0.1 micro đơn vị trên 1 lít thì có nguy cơ rung nhĩ cao gấp 3 lần trong cái nhóm
mà chúng ta đạt được cái mức là bình giáp. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là khuyến cáo là chúng ta phải điều chỉnh liều rất là đúng. Và đây là một cái nghiên cứu là cái tác dụng tiềm tàng khi chúng ta sử dụng quá liều, đó là làm tăng cái tỷ lệ rung nhĩ cho người bệnh nhân. Như vậy thì tiếp theo chúng ta phải nhớ một câu là chúng ta không được làm hại cho cái người bệnh nhân. Vì vậy càng cẩn trọng các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu điều trị của mình càng tốt. Và cái cách sử dụng levothyroxine như thế nào có hiệu quả? Cái này là phần chúng tôi nhấn mạnh. Bởi vì nhiều khi bệnh nhân có cái mức TSH rất cao, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy là bệnh nhân vẫn uống thuốc đủ. Câu hỏi là cái gì nó làm cho chúng ta không đạt được mục tiêu điều trị? Thì đó là do chúng ta sử dụng không đúng cách. Thì cái điều đầu tiên là thuốc levothyroxine chúng ta sử dụng một liều duy nhất mỗi ngày. Và cái thời điểm chúng ta sử dụng là ít nhất là 60 phút trước bữa ăn sáng. Cái việc mà chúng ta cho bệnh nhân uống khi đói, và như vậy thì nó làm cho đảm bảo cái sự hấp thu của thuốc và có cái tác dụng sinh học đầy đủ. Chứ còn nếu các bạn uống gần bữa ăn quá thì cái sự hấp thu nó không đầy đủ, và vì vậy tác dụng sinh học hạn chế của lại. Vâng, thì có lẽ là chúng tôi cũng tóm tắt cái phần cuối cùng của mình là các bạn nhớ rằng khi các bạn cho levothyrox, điều chỉnh liều cẩn thận và sử dụng liều đúng cách, sử dụng thuốc uống đúng cách là một cái phương tiện để chúng ta đảm bảo cái hiệu quả của điều trị cũng như ngăn chặn được cái sự tái phát của bệnh. Xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô và các quý vị tham gia theo dõi. Cảm ơn giáo sư Bích Đào đã cho một cái bài báo cáo rất là hay. Tôi nghĩ rằng coi là không biết có cái số liệu thống kê, nhưng mà có lẽ tỷ lệ suy giáp hiện nay thì như coi là cao hơn so với cường giáp. Mặc dù nó coi cái bài báo cáo coi của giáo sư Đào coi chỉ đề cập đến một coi nguyên nhân, nhưng mà chắc còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Tiếp theo.